Chào bạn, như các bạn đang thấy thì trên bàn của mình đang có rất là nhiều những phần quà đặc biệt và giá trị. Những phần quà này sẽ dành tặng cho các khách hàng nào mà chúng ta đặt trước chiếc Samsung Galaxy Note Fan Edition này. Với Samsung Galaxy Note Fan Edition này thì nó sẽ có hai cái phiên bản màu sắc cho các bạn lựa chọn. Đầu tiên là màu xanh True Coral này và thứ hai là màu đen. Chương trình đặt hàng thì sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 11 cho đến hết ngày 24 tháng 11. Và bây giờ đây, mình sẽ bật mí với các bạn những phần quà đặc biệt này nó sẽ như thế nào. Với 25 khách hàng đầu tiên, các bạn sẽ nhận được một túi Tucano Workout. Nhìn chung thì cái túi này mình đánh giá rất là cao, tại vì nó có một cái thiết kế gọn gàng và cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Các bạn có thể mang hoặc là xách thì đều có thể được. Thiết kế của nó thì rất là cổ điển. Và cái túi này đến từ thương hiệu Tucano, thì các bạn cũng biết Tucano là một thương hiệu làm túi rất là nổi tiếng trên thế giới. Và cái túi này được làm một cái chất liệu vải cao cấp, nên là khi mà sờ vào cảm thấy rất là sướng. Hiện tại thì Tucano Workout dành cho MacBook Air sẽ có mức giá là tầm khoảng 1.299.000 đồng, là tầm khoảng 1.300.000. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhận được gì? Ở đây mình sẽ có thêm một đế sạc không dây đến từ Samsung. Đế sạc này được thiết kế rất nhỏ gọn và cũng như là thời trang. Ở mặt trước này thì sẽ làm một cái chất liệu là da và sẽ có dòng chữ là Black Shark, có nghĩa là nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn sạc nhanh cho cái chiếc smartphone của mình. Và tiếp theo, một món quà cũng rất đặc biệt dành tặng cho các khách hàng mà chúng ta đặt mua chiếc Samsung Galaxy Note Fan Edition là một cái Clear View Cover. Đây, rất là thời trang, và với cái phiên bản màu Blue Coral thì ở đây mình sẽ có một cái Clear View Cover màu Blue Coral luôn. Còn với cái phiên bản màu đen thì chắc chắn cái Clear View Cover sẽ là màu đen. Và các bạn thấy khi mình đeo vào đây thì nó sẽ bảo vệ máy một cái nè. Thứ hai, rất là thời trang. Và thứ ba nữa thì nó sẽ hiển thị được những cái thông tin, ví dụ như là thời gian, ngày, tháng hoặc là những cái thông báo trên cái màn hình on-screen display của máy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ được tặng gì đây với 25 người đầu tiên? Đây, một viên pin dự phòng đến từ Energizer, có dung lượng cực kỳ khủng khiếp lên đến 20.000 mAh. Cái viên pin này sẽ có một cái thiết kế rất gọn gàng, nó 20.000 mAh nhưng mà không quá thô. Và đặc biệt thì với cái viên pin này nó sẽ có đến 5 cổng để giúp các bạn có thể sạc được 5 thiết bị cùng một lúc. Đặc biệt nhất thì nó cũng sẽ có một cái cổng USB-C và giúp các bạn có thể hỗ trợ sạc nhanh. Và các bạn thì cũng có thể sạc trên các dòng mà MacBook của mình đó, qua cái cổng USB-C này. Thì với 25 người đầu tiên khi mà các bạn đặt mua cái chiếc Galaxy Note Fan Edition này thì sẽ cộng được theo một năm bảo hành nữa, có nghĩa là các bạn sẽ được bảo hành 2 năm chính hãng. Còn đối với khách hàng nào mà chúng ta đặt cái chiếc Galaxy Note Fan Edition này thứ 26 trở lên thì các bạn cũng vẫn sẽ nhận được những bộ quà tặng như thế này. Vẫn sẽ có túi Tucano 1.300.000 này, sẽ có một đế sạc không dây của Samsung này, vẫn sẽ có viên pin dự phòng đến từ Energizer 1.800.000 này, có một cái Clear View Cover đến từ Samsung rất là đẹp. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không nhận được gói bảo hành chính hãng 2 năm đến từ Samsung. Và đặc biệt thì với các khách hàng nào mà chúng ta mua cái chiếc Samsung Galaxy Note Fan Edition này tại Hang Nam Mobile thì các bạn sẽ được ưu đãi, đó chính là trả góp 0% qua các thẻ ngân hàng như là Citibank này, HSBC, Sacombank, Shinhan, Techcombank và Vietinbank. Và theo các bạn thì bộ quà tặng đến từ Samsung Galaxy Note Fan Edition này thì các bạn thấy như thế nào và các bạn thích nhất món quà nào trong bộ quà tặng này? Xin mời các bạn để lại comment bên dưới video. Mình là Trọng Lê, rất là cảm ơn các bạn đã xem video này. Với cá nhân mình thì mình thấy là cái combo quà tặng đến từ cái chiếc Galaxy Note Fan Edition này thực sự rất là ấn tượng và cũng như là giá trị.